Đây là chiếc USB 3G của Vinaphone. Vinaphone bán 1.739.000 đồng với một số cái khuyến mãi như đây. Trong cái USB này thì có một khe SIM, và khe SIM này chỉ dùng được SIM của Vinaphone. Vinaphone đã kẹp sẵn một cái SIM card, một bộ SIM card ở trong đây miễn sử dụng. Gọn giống như cái USB nhớ. Các bạn thấy này có cái SIM. SIM này. Này. Cái này được khóa mạng rồi, tức là chỉ dùng được với SIM của Vinaphone thôi. Bạn không thể lấy SIM của Viettel mà bỏ ở đây được. Và đây nó cũng kèm theo một cái khe cắm thẻ nhớ microSD. Tức là nếu bạn mua một cái thẻ nhớ microSD khác, bạn gắn vào đây, thì lúc này cái USB này nó vừa có chức năng là một USB 3G và vừa là một cái USB nhớ với dung lượng là 8GB. Thì cái USB này của Vinaphone được thiết kế để dùng cho cả Windows lẫn máy Mac, và trong bản thân nó ngay cả không có cái thẻ nhớ thì đã có một cái phần mềm kèm theo rồi. Nếu bạn cắm vào máy Mac thì nó sẽ có một phần mềm cài cho Mac, phần mềm để quản lý kết nối, và nếu bạn cắm vào máy Win thì nó có một phần mềm để mà cài lên máy Windows, sau đó bạn quản lý kết nối thông qua cái USB này. Thì dĩ nhiên ngoài cái kết nối ra thì nó còn có thể có nhắn tin và danh bạ. Hôm nay mình chỉ nói đến cái kết nối 3G. Thì cắm vào chiếm mất một cổng USB. Các bạn có thể để nó dập xuống vậy, hoặc là ngang dựng lên trên vậy. Đây, khi mình cắm vào thì nó hiểu cái thẻ nhớ 8GB của mình, và đồng thời xuất hiện một cái ổ đĩa trong đó có phần mềm gọi là Vinaphone Mobile Powerbank. Giờ mình cài cái ứng dụng này vào. Các bạn thấy trong cái phần application nó thấy cái Vinaphone Mobile Powerbank, và khi ta cắm cái USB vào thì nó sẽ hiện một cái cửa sổ lên. Các bạn đợi một chút, khi mà cái đèn này nó báo xanh, cái đèn này báo xanh thì tức là nó bắt được sóng. Trên đây các bạn thấy sóng, và khi mình nhấn connect thì nó sẽ kết nối, để báo là cái kết nối được thiết lập.